gelato, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle. We fucking brought up the bodies, I'm gone ham. This is even luck, all planned. Y'all know who the fuck's I am. Burning bucks, no bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey. We don't do the crew in your club like night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only going up, they loving us. Up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trick of us. Looking at my watch, a spirit bomb, both hands going up. You going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup is running. Come on. Let's go. God. Oh, fuck. Wait. Oh, wait. I thought I was TPing to the fucking... No, bro. Oh, my God. Dude, she TPed at the same time I did, and I thought... Kaisa W 이거 덩치가 너무 크거든. 아니 이거 피하기 힘들어. 아니 이게 자석이네. 아니 근데 확실히 당신은 자석이야. 아 이거는 See, watch out for Kaisa, because if Kaisa hits me with anything, she can just ult next to me no matter how fast I am. Bitch, I'll beat you to your own base. Oh shit, I can't go over the wall. But I can run around it. Alright, let's see Baron. I'm so fast! Go, 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 go! See where I stand. What's up, Indo? What's up? Oh my God, you suck! You suck! I'm sorry.
Whoa. I got killed by a red buff! Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái bản cập nhật 11.21 nha. Thì ở cái bản cập nhật này, một số tướng mình thấy đáng chú ý đó là Teemo nè, Viego và cả con Lết nữa. Đầu tiên thì mình sẽ nói về các con tướng được tăng sức mạnh. Ở cái bản cập nhật này thì chúng ta có thể thấy Teemo là một trong những vị tướng được tăng sức mạnh khá là nhiều. Chiêu quy hồi chiêu giảm từ 8 giây xuống 7 giây. Vận tốc bay của cái phi tiêu á tăng từ 1500 lên 2500. Thời gian mù đối với tướng thay đổi từ 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5 thành 2, 2.25, 2.5, 2.75 và 3 giây. Còn không phải tướng thì mù một cái là hết thấy đường luôn. Đó là 3, 3.5, 4, 4.5, 5 thành 4, 4.5, 5, 5.5 và 6 giây. Tôi đang suy nghĩ tới cái việc là con Teemo này được đem vào rừng đấy. Ở đầu game thì thời gian hồi chiêu quy chỉ có 7 giây mà thôi. Thì mù một cái đã tới 4 giây rồi. Thì mấy ông cần di chuyển một chút để có thể bù được 3 giây. Còn lại nó rất là lợi đúng không nè. Hoặc là mấy ông đi đường đi nữa, thời gian mù từ đầu trận đã là 2 giây. Chát lắm á, chứ không phải đùa đâu. Vị tướng tiếp theo đó chính là Viego. Quy, tỷ lệ sức mạnh công kích tăng từ 60% lên 70%. W, tự làm chậm khi niệm giảm từ 15% xuống 10%. Chiêu cuối, sát thương tỷ lệ với tỷ lệ chí mạng 0 đến 75% thành 0 tới 100%. Tiếp theo là vị tướng Xe. Đây, tốc độ di chuyển tăng từ 325 thành 330. Chiêu quy họ chiêu thay đổi từ 10.9876 giây thành 10.8257575 và 4 giây. Nào, vị tướng tiếp theo đó chính là con Zenith nội tại. Tốc độ đánh tăng khi hạ gục tướng địch tăng từ 15% lên 25%. E cái tầm của nó tăng từ 900 lên 925. Chiêu cuối họ chiêu 90.7560 thành 75.65.55 giây. Đặc biệt ở bản cập nhật 11.21 này thì con Lết được thay đổi khá là nhiều. Tốc độ đánh mỗi cấp tăng từ 1% lên 2% nội tại mới. Khi thực hiện đánh thường lên kẻ địch có đánh dấu sắp hết hiệu lực là mới đánh dấu thành 0.25 giây. Khi thực hiện chiêu cuối, mọi kẻ địch trong tầm chiêu cuối có đánh dấu tồn tại dưới 1 giây là mới đánh dấu thành còn 1.25 giây. Thì e sát thương thay đổi từ 60, 110, 160, 210, 260 cộng 65% sức mạnh phép thuật thành 70, 120, 170, 220, 270 cộng 70% sức mạnh phép thuật. Và chiêu cuối họ chiêu thay đổi từ 80, 60, 40 thành 60, 50, 40.
Đấy, đúng là con cơn Gryoth đó khác. Mấy ông cứ để ý đi, con Lurt này á thì lâu lâu vẫn có bị giảm sức mạnh nhưng mà kiểu giảm nhẹ thôi, còn lại tăng rất là nhiều. Nói chung là qua các phiên bản thì tôi thấy là con Lurt này cứ việc tăng sức mạh. Mấy ông để ý đi. Tiếp theo là đến con Theon, W lượng giáp tỷ lệ với máu tối đa bản thân 8, 9, 10, 11, 12% thành 11, 12, 13, 14, 15%. Tiếp theo thì mình sẽ nói về những vị tướng được giảm sức mạnh ở cái bản 11.21 này nha. Đầu tiên đó là con Asan, QE, sát thương cơ bản mỗi phát bắn giảm từ 30, 50, 70, 90, 110 thành 30, 45, 60, 75, 90. Con Ray, QE tăng giáp thay đổi từ 6, 9, 12, 15, 18 thành 4, 7, 10, 13, 16. Giá tối đa là 48, 72, 96, 120, 144 thành 32, 56, 80, 104, 128. Karthus QE nội tại hoàn trả năng lượng mỗi khi kết liễu mục tiêu thay đổi từ 20, 27, 34, 41 thành 15, 25, 35, 45, 55. Tiếp theo là vị tướng Miss Fortune, năng lượng cơ bản giảm từ 325,84 thành 300. W, năng lượng tiêu hao 30-45. Một vị tướng cuối cùng được giảm sức mạnh ở cái phiên bản 11.21 này đó chính là con Queen. W, tốc độ đánh thay đổi từ 20, 35, 50, 65, 80% thành 20, 30, 40, 50, 60%. Đó là cái bản cập nhật 11.21. Thì ngoài ra thì còn có tăng giảm sức mạnh của Ngọc cũng như là một số trang bị nữa, nhưng mình sẽ cập nhật ở những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong video ngày mai nha.